7 thực phẩm tốt cho tim của thai nhi, mẹ bổ sung ngay còn kịp. Tim thai khỏe mạnh là dấu hiệu sống động nhất cho thấy em bé của bố mẹ đang phát triển bình thường. Bé vẫn còn trong bụng mẹ nên việc mẹ ăn gì, uống gì, dinh dưỡng ra sao đều sẽ tác động trực tiếp đến con. Vì vậy, mẹ hãy cùng xem qua những thực phẩm tốt cho tim của thai nhi để lên kế hoạch ăn uống trong thai kỳ của mình. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ góp phần duy trì hệ thống tim mạch ổn định cho con. Do đó, ngay từ khi mang thai, mẹ nên tăng cường các thực phẩm tốt cho tim của thai nhi để con phát triển một cách toàn diện. Các thực phẩm này bao gồm: thứ nhất là rau xanh là thực phẩm tốt cho tim của thai nhi. Ngay từ khi mang thai, bác sĩ sẽ luôn khuyên mẹ bầu ăn uống đủ chất và bổ sung rau xanh trên hết để tăng cường hoạt động trao đổi chất. Những loại rau xanh nhiều chất xơ và có màu xanh đậm như rau chân vịt, cải xanh, mồng tơi, bông cải chẳng những giúp mẹ phòng tránh táo bón của thai kỳ mà còn giúp hệ thống tim mạch của thai nhi hoạt động một cách tốt hơn. Rau xanh cung cấp rất nhiều chất xơ, sắt và vitamin cho cơ thể để mẹ có được một sức khỏe đảm bảo cho 9 tháng 10 ngày thai nghén. 2 là thiamin, phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Nằm trong nhóm thực phẩm tốt cho tim của thai nhi, thiamin còn gọi là vitamin B1 được chiết xuất từ cám gạo có tinh bột. Vitamin B1 cũng rất quan trọng trong chức năng của cơ nói chung và tim mạch nói riêng. Trung bình mỗi ngày bà bầu cần bổ sung khoảng 1,4mg thiamin trung bình trong 4 chén cơm một ngày. Ngoài cơm gạo, bánh mì thì thiamin còn có trong yến mạch, đậu Hà Lan và hầu hết các sản phẩm thịt đỏ giúp tạo nên tiền đề cho sự phát triển cũng như bảo toàn sức khỏe của thai nhi. Thứ ba là ngũ cốc nguyên hạt. Các loại ngũ cốc được làm từ đậu, yến mạch, lúa mạch là món ăn vặt rất có lợi cho các mẹ bầu. Phụ nữ mang thai có thể tiêu thụ một lượng vừa đủ các chất dinh dưỡng có lợi cho tim bằng cách tuân theo một chế độ ăn cân bằng, giàu ngũ cốc nguyên hạt, giàu thiamin và chất xơ. Chỉ cần ăn ngũ cốc với sữa hoặc ăn kèm với trái cây là mẹ bầu đã nạp được một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời và lành mạnh cho cả mình và em bé. Thứ tư là sữa tươi hoặc sữa bầu rất cần thiết. Chỉ khi bà bầu không dung nạp được lactose thì mới không thể uống sữa, còn không thì việc uống sữa bầu vẫn luôn được khuyến khích đối với các mẹ bầu. Các loại sữa phù hợp với bà bầu và có tác dụng đến tim mạch thai nhi là sữa tươi tuyệt trùng, sữa đậu nành, sữa hạt óc chó, sữa dê luôn được ưu ái bổ sung vì nhiều vi chất hơn bình thường để giúp cho mẹ nuôi dưỡng con trong bụng một cách tốt nhất. Thứ năm là vitamin B2, B3 phòng tránh dị tật tim. Những thực phẩm như gan và rau xanh đều có tác dụng bổ sung vitamin B2 tốt cho tim mạch của em bé. Trong đó vitamin B3 có rất nhiều trong thịt cá, ngũ cốc, lương thực khô. Một chế độ thiếu vitamin B2 và B3 sẽ khiến thai nhi của mẹ ốm yếu, chậm tăng cân và dễ có nguy cơ mắc phải các dị tật tim bẩm sinh so với thai phụ bổ sung dưỡng chất đầy đủ. 6 là thực phẩm giàu axit béo và omega 3. Nhóm thực phẩm giàu axit béo có tầm quan trọng rất lớn đối với phụ nữ mang thai. Trong đó omega 3 góp phần phát triển toàn diện hệ thần kinh của thai nhi ngay từ trong bụng mẹ và ngăn ngừa bệnh tim cho cả mẹ và con. Bổ sung axit béo không chỉ giúp cho mẹ bầu phòng ngừa bệnh tim mạch, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, giảm bệnh động mạch vành và giảm mỡ máu. Bên cạnh đó, thai nhi cũng sẽ phát triển hệ tuần hoàn ổn định, củng cố hoạt động truyền dẫn máu từ mẹ. Những thực phẩm có nhiều omega 3 khuyến khích mẹ ăn là cá mòi, cá thu, cá hồi, hạt hướng dương, quả óc chó, trứng, bánh mì, nước hoa quả. 7 là thực phẩm giàu canxi và phốt pho. Đâu là những thực phẩm tốt cho tim của thai nhi mà lại giàu canxi và phốt pho? Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bà bầu nên bổ sung thêm thực phẩm khoáng chất kể trên sẽ có nhiều trong hạt điều, đậu hay thịt cua, trứng, thịt bò, thịt gà, cá và các loại đậu, hạt bí ngô, kiwi. Canxi và phốt pho đều là những dưỡng chất cần thiết đối với hoạt động lưu thông máu của mẹ bầu và chúng còn rất tốt đối với sự phát triển hệ tim mạch của em bé nữa.